Bây giờ mình sẽ test gương điểm mù này nha, mình sẽ đa chuyển lên. Sẽ kêu. Nó sẽ sáng cái đèn ngay cái gương hậu này bạn. Giờ mình chuyển lên lần nữa nè. Đó, nó kêu. Rồi có xe phía sau chạy lên. Bây giờ mình sẽ chuyển lên một lần nữa nè. Được không? Đây mình chuyển lên lần nữa. Bây giờ lần này là không có xe sao chạy lên, mình qua được. Được không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu thấy hay bấm like mình nha. Chào tất cả các bạn.